kết thúc trận đấu thứ 5 của mình tại vòng loại World Cup 2022, giai đoạn 2 khu vực châu Á, tuyển Nhật Bản đã không hành quân đến làm khách tại trung tâm bóng đá MFF như dự kiến, mà họ lại được đón tiếp tuyển Mông Cổ đến làm khách ngay trên sân nhà tại Fukuda Denshi thuộc tỉnh Chiba, vì tình hình dịch bệnh. Với việc chỉ phải đón tiếp một đội bóng có nền bóng đá sinh sau để muộn, và nếu như không muốn nói có phần lạc hậu, thì những chiến binh Samurai xanh đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về cho mình 3 điểm trọn vẹn. Một cơn mưa bàn thắng lên đến 14 bàn đã được các học trò của huấn luyện viên Mojisasu tạo ra giữa tiết trời tháng 3, ngay trong buổi chiều hôm đó. Với chiến thắng này thì tất nhiên, tuyển Nhật Bản vẫn đang dẫn đầu tại bảng F với 15 điểm, hiện đang bỏ xa vị trí thứ 2 của Tajikistan đến 5 điểm, và đang là đội bóng có số bàn thắng nhiều nhất trên thế giới đang tham dự vòng loại World Cup 2022, với 27 bàn thắng và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào. Đến với vòng đấu tiếp theo, tuyển Nhật Bản sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà và đón tiếp tuyển Myanmar đến làm khách. Đây sẽ là trận đấu bản lề của những chiến binh Samurai xanh, bởi chỉ cần có được chiến thắng ở trận này thì họ sẽ chắc chắn có được tấm vé bước vào giai đoạn 3 của vòng loại World Cup 2022 mà không cần quan tâm đến hai trận đấu còn lại. Nếu như điều này thành sự thật thì theo cách tính mới của FIFA, khi mà Triều Tiên rút lui khỏi giải đấu thì kết quả của những trận đấu với đội đứng chót bảng, cụ thể là Mông Cổ tại bảng F sẽ hủy bỏ. Thì nếu như có chiến thắng trước Myanmar thì đội bóng của huấn luyện viên Mojisasu sẽ có cho mình 12 điểm, nhiều hơn vị trí thứ 2 của Tajikistan đến 8 điểm, trong khi đội bóng thuộc Trung A này chỉ còn 2 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc. Vì vậy, để tránh việc đêm dài lắm mộng và dành sức cho giai đoạn 3 cũng như AFC Cup 2023, thì tuyển Nhật Bản sẽ hạ quyết tâm để có được chiến thắng trong trận đấu này. Người hâm mộ của ngoại hạng Anh cũng sẽ khó có thể bỏ lỡ trận đấu này, bởi sẽ có mặt của cầu thủ đang thuộc biên chế Liverpool và cho Southampton mượn là Minamino Takumi, cầu thủ hiện đã có 6 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2022, và hiện chỉ đang kém vị trí dẫn đầu của cầu thủ ngược Syria, Omar Ansomili Ampe vỏn vẹn 1 bàn. Tất nhiên, đây là trận đấu mà gần như tuyển Nhật Bản sẽ có được chiến thắng, bởi thực lực của hai đội không cần nói ra, thì ai cũng có thể biết rất rõ. Điều mà người hâm mộ của Samurai xanh thắc mắc lúc này, đó là việc đội bóng con cưng của họ sẽ ghi bao nhiêu bàn mà thôi. Về phía đội khách, đội tuyển Myanmar cũng vừa có được chiến thắng trước tuyển Mông Cổ ở trận đấu gần nhất của mình, tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, chiến thắng của những chú sư tử lại chẳng hề vẻ vang như đội bóng chủ nhà ở trận này, khi mà họ đã phải chật vật để có được chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0. Không chỉ có vậy, đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hay còn mang cả những thói quen hay chơi phạm lỗi mạnh bạo của mình ra đấu trường tầm cỡ thế giới, khi liên tiếp phải nhận lấy đến 4 chiếc thẻ vàng chỉ sau 50 phút thi đấu đầu tiên. Và mãi đến khi họ đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, thì vấn nạn vừa kể trên mới được chấm dứt. Với 3 điểm vừa có được thì lúc này tuyển Myanmar đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tại bảng F với 6 điểm, và hiện đang kém vị trí thứ 2 của Tajikistan đang là 4 điểm. Cơ hội để cho đại diện của Đông Nam Á vươn lên vị trí này không phải là không có. Như đã nói, nếu như không tính kết quả những trận đấu với đội chót bảng là Mông Cổ, thì họ sẽ có cho mình 3 điểm, trong khi Tajikistan chỉ là 4 điểm mà thôi, và đừng quên Myanmar vẫn đang thi đấu ít hơn một trận. Tuy nhiên, để có được chiến thắng và vượt mặt Tajikistan sau khi trận đấu này kết thúc không phải là nhiệm vụ đơn giản đối với đoàn quân của huấn luyện viên Anthony Hay. Hãy nhìn vào trận đấu với Mông Cổ để làm thước đo, khi mà đối thủ của ở trận này đã có tổng cộng đến 20 bàn thắng vào lưới Mông Cổ, trong khi đó ở màn đối đầu lượt đi với tuyển Mông Cổ, thì thậm chí tuyển Myanmar còn để thua đội bóng được đánh giá thấp nhất giải đấu. Và ở trận đấu vừa kể trên, mặc dù có được lợi thế đến từ sân nhà nhưng bầy sư tử cũng chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng. Tất nhiên trong bóng đá, rất khó có thể đem tính chất bắt cầu để làm ví dụ, nhưng thẳng thắn mà nói trong trận đấu này nó là như vậy. Ngay cả những cổ động viên mơ mộng nhất của tuyển Myanmar lúc này cũng chẳng dám mơ đến một kết quả hòa trước tuyển Nhật Bản, chứ đừng nói gì đến việc giành chiến thắng ở trận này, thì e rằng đây là điều gì đó quá xa xỉ đối với tuyển Myanmar. Trong lần hai đội gặp nhau ở lượt đi, thì đại diện của Đông Nam Á cũng đã để thua chóng vánh với tỷ số 0-2. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Nhật Bản với Myanmar. Tỷ lệ nổ tài của Nhật Bản đạt 50%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 60%. Có 70% kết quả về lẻ. Nhật Bản ghi được 27 bàn, để thủng lưới 8 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,7 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Myanmar đạt 50%. Tỷ lệ thắng kèo đạt 40%. Có 70% kết quả về lẻ. Myanmar ghi được 11 bàn, để thủng lưới 20 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,1 bàn. Dự đoán kết quả Nhật Bản với Myanmar. Nếu như tuyển Mông Cổ đứng chót bảng khi giai đoạn 2 kết thúc, thì toàn bộ kết quả liên quan đến tuyển này sẽ không được tính. Vì vậy đây là trận đấu mà tuyển Nhật Bản sẽ cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng nhất có thể.
và không ngoài khả năng Myanmar sẽ là nạn nhân thứ hai liên tiếp gánh chịu trận đại bại trước Samurai Xanh. Tuy nhiên, kèo chấp châu Á và tài xỉu lúc này đang rất cao, có thể cân nhắc việc nằm Myanmar và tài cả trận. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.